các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Hồng Đào giới thiệu không gian sống Một năm qua, Hồng Đào ở Mỹ thay vì về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh lý do dịch bệnh, dịp này, chị dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để cải thiện sức khỏe. Chốn nghỉ dưỡng lý tưởng của chị chính là nhà riêng ở thành phố Huntington biết thuộc tiểu bang California. Nơi đây có không khí bình yên, được tô điểm bằng nhiều loài hoa đẹp. Khi hồng đào chạy sâu, mẹ đẻ của chị giúp chăm sóc khu vườn. Bà trồng các loại rau Việt Nam và tưới tắm cho những khóm hoa như cúc, trà mi, lồng đèn ở cả sân sau và sân trước. Nhờ vậy, mỗi lần trở về nhà, Hồng Đào được tận hưởng không gian thư thái và gần gũi thiên nhiên. Chỉ nói mình là người hướng nội, chọn cách sống khép kín và yêu thích những niềm vui nhỏ bé. Vườn nhà chỉ có nhiều loài hoa, nhưng chủ yếu là giống hoa dễ chăm sóc. Vừa qua, nước Mỹ gặp thiên tai hạn hán nên chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế tưới cây. Tuy nhiên khu vườn vẫn không lụi tàn mà trở nên xanh tốt sau khi được bổ sung nước. Hồng Đào tiết lộ, nhiều gốc cây đặc biệt là bonsai có tuổi đời hơn 30 năm, bằng thời gian chị sống ở Mỹ. Một trong số những cây đó được đặt tên là Cu Tí. Trong ảnh, nữ diễn viên dạng dở bên đóa hoa trà nở rộ. Đằng sau chỗ chị đứng là những gốc cây ăn trái, nhưng mùa này chưa đậu quả mùa xuân, thảm cỏ xanh mướt bên hồ bơi là chỗ cho gia đình hồng đào ngồi thưởng trà. Vì hạn chế tưới nước trong giai đoạn hạn hán, hiện tại chúng chơi trùi. Sắp tới, nữ nghệ sĩ dự định trồng lại hoặc sử dụng cỏ nhân tạo. Một góc lãng mạn trong biệt thự của Hồng Đào, nơi chị và mẹ để thảnh thơi dùng điểm tâm, tận hưởng thời tiết dễ chịu ở tiểu bang California vào mùa xuân. Hồng Đào tâm sự, đây là quãng thời gian bình yên nhất vì chị vừa vực dậy bản thân sau bệnh tật. Dù trải qua một năm đầy sóng gió, chị tin rằng có sức khỏe và sự thanh thản trong tâm hồn là hạnh phúc. Có mẹ đẻ ở bên, nhưng chị không tránh khỏi cảm giác nhớ công việc vì đã một năm tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. May mắn, vườn cực mang đến chị niềm vui và những phút giây thư thái khi nước Mỹ liên tiếp đối mặt những vấn đề thiên tai và xã hội. Lam Trà